Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc xe Peugeot 5008. Chiếc này của em là sản xuất năm 2018, màu trắng, biển số Sài Gòn. Xe này của em chạy được hơn 30.000 km, một chủ sử dụng từ đầu. Xe rất là giữ gìn và còn rất là mới ạ. 5008, 2019 thì rất là nhiều, nhưng 2018 form mới như này thì không có nhiều đâu ạ. Ví dụ điển hình như là bây giờ nếu như anh chị muốn mua một chiếc 5008 2019 mà vẫn là form dáng chiếc này, và thậm chí có những chiếc còn đi nhiều hơn cả chiếc này, thì tội gì không mua một chiếc 2018 vẫn là form đó và lại được một chủ dụng từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng hãng, bảo dưỡng đầy đủ tại chính hãng luôn. Hiện tại thì chiếc xe này của em mang tên cá nhân và đã rút hồ sơ ra Hà Nội này rồi ạ. Vì ở Hà Nội là đang mưa cho nên là xin phép em sẽ quay ở trong nhà để cho mọi người cùng xem. Đó. Năm 2008. Màu trắng, biển số Sài Gòn, một chủ dụng từ đầu. Xe này của em 7 chỗ máy xăng ạ. Xe 7 chỗ. Cốp điện. Chủ xe này thì rất là giữ gìn và cẩn thận. Mọi người cứ xem lịch sử bảo dưỡng hãng thì mọi người sẽ biết. Sau đó là để ý những cái chi tiết nhỏ của chiếc xe, ví dụ những cái thảm này. Cái này là do em tháo ra nhé, nên em mới để như này. Còn không bình thường mọi người có thể lắp vào sử dụng như bình thường luôn. Đó. Trên bản cao cấp full option này thì được trang bị thêm cửa sổ trời đôi. Cửa sổ trời đôi ạ. Đó, cốp điện. Ghế của chiếc xe này thì còn khá là mới. Đó. Mua xe của bên em thì mọi người biết rồi, vẫn đảm bảo cho mọi người về mặt chất lượng, xe không đâm va, không gầm nước. Và để chứng minh điều đấy thì bên em có cam kết bằng văn bản rõ ràng cho mọi người. Ngoài ra thì sẽ cùng mọi người đi check hãng ở bất kỳ hãng hoặc gara nào mà mọi người tin tưởng. Bên em sẽ đảm bảo chiếc xe của bọn em đẹp và không lỗi lầm gì cả, không ngập nước, không đâm đụng. Ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ mọi người vay đến 70% ạ. Đó, tất cả mọi chi tiết của chiếc xe này em đảm bảo là zin 100%. Đây mọi người có thể nhìn thấy số km ạ, 33.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng luôn. Hồ sơ đã rút cầm tay, hồ sơ đã rút ra tên em rồi, và mọi người sẽ đăng ký thẳng vào tên rồi ạ. Thủ tục sang tên thì sẽ trong ngày là sang tên được ạ. Và biển Sài Gòn thì mọi người sẽ không mất 20%, xin lỗi mọi người là 20 triệu lệ phí cấp biển nhé. Sẽ tiết kiệm được 20 triệu lệ phí cấp biển, không mất 20 triệu đó. Đây là có full lịch sử bảo dưỡng hãng của Thaco nhé. Km tiếp theo là tại 37.000 km. Đó. Pozo này, mọi người có thể xem kỹ cái lịch sử của nó. Một chiếc xe sau 2 năm, mỗi năm chạy có hơn 1 vạn km thôi ạ. 1 vạn rưỡi, 1 vạn 6. Ngoài chiếc xe này ra thì bên em cũng còn khá là nhiều xe trong tầm tiền, tầm phân khúc từ loanh quanh khoảng từ 500 đến 3 tỷ. Thì có rất là nhiều dòng khác, kể cả BMW hay là Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe, Fortuner hay là rất nhiều dòng xe khác. Mọi người có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để có thể tham khảo thêm những chiếc xe của bên em.
Đó, còn rất là nhiều xe nữa để cho mọi người tham khảo ạ. Mọi người nếu như muốn đổi các chiếc xe của mình đang sử dụng sang một chiếc xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình hoặc trang qua Zalo cũng như là Facebook với tên là Song Thảo, sẽ tìm được em. Sau đó thì có thể trao đổi trực tiếp về xe hoặc là nhu cầu đổi các mua bán thì bên em vẫn thu mua lại và đổi các cho mọi người trên toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh này của em để cập nhật những chiếc xe sắp tới sẽ về bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau ạ.